Lực xin chào cả nhà. Bữa nay Lực sẽ cắt cái phỉnh cỏ nhỏ này và chỉ nhiêu đây thôi, cho để chia sẻ cùng cả nhà xem nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm. Để nghỉ mệt nói chuyện với cả nhà một chút ha. Cái cỏ này nó cao nhưng mà được con cái là nó không có dày cho nên nó cũng không có đến nỗi khó cắt lắm. Rồi lực xin hết, tiếp tục làm ha.
mấy chỗ này là mình lực phải chạy sơ trở lại, tại vì có nhiều cọng nó còn chỏm lên giống như đầu đinh vậy đó, cho nên phải chạy sơ lại cho khách để họ ra họ than phiền họ cọng. Ok, lực xin hết. Bây giờ Lực đã xong. Lực xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh vlog của Lực. Xin cả nhà đừng quên chia sẻ kênh vlog của Lực đến với mọi người xem, cũng như đăng ký kênh vlog của Lực và ủng hộ kênh vlog của Lực, để rồi Lực có sự hăng hái hơn ra những video mới cho cả nhà chia sẻ cùng cả nhà xem. Và giờ đây Lực xin chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Và Lực xin chào tạm biệt mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Chào.